Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HT Mobile nha. Và các bạn ơi, chiến binh thép của anh em chúng ta đã trở lại, sức mạnh lợi hại hơn xưa. Và hôm nay thì đã bắt đầu cuộc đua Heroic rồi. Anh em nào mà chưa làm nhiệm vụ thì săn táo vô làm thôi nha. Ở đây thì nó đang bắt mình đó là đi thu hoạch thức ăn các bạn ơi. Đó, anh em mình đang cố gắng là cày cuốc đủ các kiểu luôn. Được một cái búp rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau lạng nhẹ vào cái khu vực Arena để gọi là chào hỏi những cái thành viên này xíu nha. Mình thì hơi bị kết cái khu vực Arena này luôn các bạn ơi. Trong khu vực này thì nên chúng ta sẽ gặp phải được những cái đội hình rất là ghê gớm luôn. Kẹo nhãn cái nè. Wow, rất là bá đạo nha mọi người. Thôi ôi, nó gõ có một cái thôi là anh em mình lên dễ rồi. Mình không nghĩ con này nó lại khỏe đến vậy luôn á. Thành viên tên bạn thì còn hai bé nữa, một con thuộc Macaron, một con thì là Titan. Wow, bé này thì level 33 và được một ngôi sao rồi. Nhìn như vậy thôi chứ thật sự mà nói thì nó khá là mạnh đó mọi người. Pha đầu tiên thì mình gẹo nhà được tầm khoảng 16, còn tem bạn thì 17, dường như là tem bạn lại đam to hơn mình. À, tem bạn trên mình một ngôi sao, ghê vậy. Thôi mình sẽ nhờ đến Titan nha mọi người. Lượng sát thương của chú Titan này thì cũng không phải dạng vừa đâu, thấy nó như vậy thôi chứ thật sự mà nói thì nó hơi bị ghê đó. Lượng sát thương đang được tăng gấp đôi, nhưng mà với cái bộ giá của Titan tem bạn thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào phá vỡ được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tăng thêm một chút xíu lượng đam cho tem bạn luôn, 160 mấy ngàn. Vậy là nên chúng ta đã có thêm một chiến thắng. Wow, bây giờ thì mình sẽ chạy ra ngoài thu hoạch thôi. Ở đây thì nó nhắn cho tụi mình một cái dòng tin nhắn khá là thú vị. Thành viên của bạn đã bị bay màu rồi, bạn còn phải đổi thành viên thôi. Ok, let's go. Rồi, khá là ghê luôn. Mình đọc tiếng Anh như gió mà chỉ có chữ không, thiệt tình là chưa kịp dịch luôn đó mọi người ơi. Mình chỉ phán đoán một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái chỗ này nữa nha. Wow, lần này thì đội hình tên bạn bắt đầu thấy ghê hơn rồi ha. Nhìn như vậy thôi chứ các bạn thấy đội hình mình hơi bị ghê đó nha. Đầu tiên thì là phá giáp bộ. Phát cái bộ giáp của tem bạn trước cái nha mọi người. Lượng sát thương mặc dù gấp đôi nhưng mà không thể nào xuyên nổi rồi. Tem bạn cũng vậy luôn, nói gì nói chứ. Đây, bây giờ sẽ có một cái pha xử lý nhẹ nè. Wow, 144 ngàn anh em ơi. Tiếp theo thì là la Macaron. Macaron thì phải cho hai con đấu với nhau nó mới vui. Pha này thì mặc dù tem bạn nó nhỉnh hơn mình một chút xíu về chữ A cộng. Wow, mình thì cũng cố gắng lắm luôn. Khều nhẹ lại nè. Gắt dữ nha. Chạy vô thôi anh em ơi, nhân vật này của mình thì thôi mình sẽ cho bé yêu này ra để con nói dù sao cũng mắc chữ A cộng rồi, nó thêm một mạng hay là bớt đi một mạng thì nó cũng không thành vấn đề. Ở đây thì mình cho mấy con này nó ăn mấy cái bé này để cho nó sớm lên chữ các bạn, chữ nghĩa gì đâu mới có chữ C cộng thôi. Tính ra đó thì để lên được chữ A cộng á các bạn, chúng ta phải tốn được khoảng 250, hạ được 250 em nha. Ở đây thì mình được thêm 4 obit của Legend, khá là tuyệt vời đúng không. Wow, hắc long. Oh my god. Nhìn. Wow, bây giờ thì mình sẽ ra ngoài mình thu hoạch nhãn cái nha mọi người. Ui chà, thu hoạch rồi nhưng mà cũng chả được cái gì luôn. Đang bị kẹt ở cái chỗ này thì tình là còn có 3 cái nữa thôi là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Wow. Và anh em ơi, ai chưa đăng ký kênh thì nhớ cho hắn tên một subscribe nha. Đừng quên cho mình một đăng ký và mở thông báo. Mở thông báo hình cái chuông lên để hắn tên ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo và vào chơi với mình nha. Ở đây đó thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh của nhân vật này. Mình khá là kết cái bé này luôn. Đó. Rồi, không biết có bạn nào đã sở hữu thành viên này chưa nè. Con này thì mình nhận miễn phí nha. Gọi là nhận free sau khi mà anh em mình mở những cái quả trứng ấy các bạn. Wow, ghê chưa. Một mình lụm cả 3 thành viên luôn. Đây rồi, mình được thêm 90. Ôi ôi, gắt dữ. Wow, mình đã lên được một tầm cao mới rồi các bạn. Nhận thêm free một cái em rồng miệng rồng luôn. Có một cái chiếc lưỡi vô cùng dài ha. À, ngon lành. Tiếp theo thì sao đây? Ra nhận thưởng, đọc, ra thu hoạch chứ. Wow, được một chiếc búp rồi. Nãy giờ mình thu hoạch mấy lần luôn mà mới được có hai chiếc búp thôi. Không lẽ bây giờ tốn 5 viên game để có thể qua cái màn này. Hiện tại mình còn có 13 viên thôi. Tính ra cái lượng game của mình cũng không còn nhiều lắm ấy. Còn bây giờ thì sao đây? Ui, cho Macaron kìa. Wow, 133. Tiếp theo thì nhân vật này cũng thuộc dòng Legend các bạn à. Nhìn nó vậy chưa hổ báo lắm cơ. Match chữ A cộng rồi. Nhân vật này thì là Mythicat. À, mình cũng có một cái con Mythicat. Nhưng mà dường như tên bạn nó được đam với mình ấy. Ui, 17. Chắc có lẽ là 3, 2 mấy ngàn. À, 2 mấy ngàn thì ok. Mình còn chịu được một đòn. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của cái nhân vật. Đó. Nhân vật này ráng cho nó lên chữ. Không biết là hết cái tập này nó có lên nổi hay không ấy. Wow, mới nhắc nhẹn cái thôi là anh em mình lên tới cái chữ B trừ rồi nè. Ghê thiệt. R
Rồi tiếp tục coi nè, ra một cái búp, một cái, mình đang cần một cái thôi. Thiệt tình luôn, cố gắng thu hoạch lắm nhưng mà nó không chịu ra. Rồi bây giờ thì hình như là còn một hiệp nữa thì phải đó. Ôi giờ hết luôn rồi, không còn cái hiệp nào để anh em mình gọi là thi triển khả năng hết sao. Wow, thôi anh em mình sẽ đến với cái chỗ này đi ha. Let's go. Rồi bé này hiện tại hả, ở đây thì mình sẽ cố gắng mình cho nó cân tiếp nha, một mình cân ba luôn. Rồi chữ nghĩa phải gọi là tăng cao thì anh em chúng ta mới gọi là đi chiến đấu ổn được. Wow, em Mary ngon lành ha. Rồi ở đây thì để anh Tây xem lại coi, mình ra mình thu hoạch nhẹ cái này nha mọi người. Ui được một chiếc búp nữa, hai chiếc, ui hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và lần này thì nên chúng ta không phải tốn tiền rồi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi cho rồng ăn. Ở đây thì mình sẽ lạng nhẹ cái bé nào đây. Kiếm con nào mà level nó thấp thấp là mình cho nó ăn ok nha. Một con nào mà level cao quá thì tiền tịnh ăn rất là tốn kém luôn đấy. 2, 3, 4, 5. Rồi hoàn thành nhiệm vụ nha. Đây ra trả nhiệm vụ cái luôn. Ok, còn một cái thì mình sử dụng một viên game nha mọi người. Mặc dù game mình không có nhiều lắm nhưng mà để làm video cho anh em xem thì ok, tốn kém chút xíu còn không sao ha. Wow, gấp đôi. Rồi, hết sảy rồi. Lùa như phim, hơn một bộ phim luôn. Tốc độ rất là kinh, mình đang để tốc độ quýnh nhân 3 nữa chứ. Ô, tay bạn lần này, hồi được lên TV ha. Mình tưởng đâu là con này nó không được lên TV luôn ấy. Victory. Oh, anh em mình nhận được 20 viên game nè mọi người, vậy là có được 30 viên mỗi túi nha. Ở đây thì tên bạn đang lắp 2, mình lắp 1. À, cố gắng leo lên mới được. Cố gắng vượt lắp anh em à. Đây đây đây. À, khi mà hắn tay ra thêm nhiều tập hơn nữa thì chúng ta sẽ có cơ hội nhiều nick của mình sẽ sở hữu được Heroic VIP. Đó. Khi mà có Heroic rồi thì nên chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái công cuộc gọi là chiến đấu ha. Giống như là đánh trận là phải có súng vậy đó. Anh em mà không có súng thì chúng ta sẽ thua thiệt với tên bạn rất là nhiều. Quýnh dễ bị đai. Còn khi mà anh em mình đã có súng dữ rồi á, súng VIP rồi là ok. Cần hết. À, ở đây để mình có chơi nhẹ cái còn qua mới luôn rồi. À, lần này là thu hoạch thức ăn các bạn ạ. Và thu hoạch vàng luôn. Ồ, 400 mấy. Được bao nhiêu rồi nè? Còn hai cái búp nữa là xong rồi ha. Hai cái búp màu đỏ. Rồi ok. Còn cái bông á thì còn tới 5 cái nữa. Ôi mình đang cố gắng mình chờ, mình ráng mình câu, mình kéo đủ các kiểu luôn để cho nó sớm á các bạn. Mình đang me cái chỗ gọi là trong cái khu vực list á, mình đang me trong đây. Đây. Đang định vào đây hốt vài dáng nhưng mà thấy căng quá. Rồi, action luôn. Ô, lượng sát thương tăng gấp đôi. Chơi luôn cái chiêu hút máu ghê. Nhìn con này ngầu phết luôn các bạn ạ. À, ca này thì chắc có lẽ mình chạy vô thôi. Lắm. Ui, 40 mấy luôn anh em ơi. Mình không nghĩ cái con Heroic của mình lại bá đạo đến vậy. À, tên bạn thì cũng có Heroic luôn. Đây, đây, đây. Nhân vật kỳ kỳ cụ của anh em mình. Một nhân vật rất là nổi tiếng. Đó rồi, lắm. Không thành, thành công rồi nè. Xong ha. Rồi, ở đây mình ra mình thu hoạch nhẹ cái luôn. Ui, lại được một cái búp nữa rồi. 500. Cái này thì chắc có lẽ là mình sẽ... Đây, thay đổi rồng đi các bạn ơi. Mình sẽ ưu tiên cái bé này nha. Nhìn nè. Đó, các bạn thấy chú ấy chất chưa? Chất như nước cất luôn. Rồi, let's go. Wow, 30, cưa cẩm nhẹ thêm cái nữa. Con này thì chắc có lẽ là mình sẽ kêu bằng tiền chiều lá đi. 16 với 16 là khoảng 32. Tính ra thì mình xài cái chiêu này vẫn không hạ được. Wow, còn bây giờ thì sao đây? Cho anh đại của mình ra nè. Đó, đầu tiên có bộ giáp, đương nhiên là mình sẽ coi như là được hai lượt đánh rồi ha. Một lượt đánh mà lụm một em mà hai lượt đánh thì thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Wow, alright. Bản này thì một chiêu thôi là mình cũng đưa về thành những sức được rồi. Tiếp theo thì chắc có lẽ là mình sẽ ra mình thu hoạch ha. Mong sao, thôi vẫn không được nhiều.
mình đang cần tới còn 3 cái nữa và tới 11 viên game. Tên là game dạo này hơi bị khó kiếm đó anh em. Ở đây thì đúng rồi, mình đi xây dựng cái nhà của mình cái đã. Chỗ này thì nhận được thêm một viên nữa nè. Đó. Các bạn thấy cái gọi là cái ngôi nhà của mình chưa? Đây. 1 2 3 4. Đây, dắt mấy cái bé này đi xây mới được. Đó. Wow. Và đây là cái kênh YouTube thứ hai của mình nha mọi người. Đó, kênh YouTube nhỏ bé. Và anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đó, anh ta sẽ cố gắng ra đều đặn video ở kênh này luôn. Ui chà chà. Ui, đất này mình cũng có nhiều con rồng phết nhỉ. Rồi, sau đây thì ui cho mình chưa mua nữa hử? Nãy giờ mình nghĩ là mình mua rồi không ấy. Oh my god, mình mua hết chứ mình mua có một con thôi là hơi bị lâu ấy. Rồi, ở đây thì nên chúng ta sẽ thả mấy cái này ra nè. Đó, các bạn mình cho mấy con rồng yêu nhau nhiệt tình vào. À, mình có mấy cái ngôi nhà ấp ta. Wow, để mình vào cái chỗ mua xem. Ở cái chỗ mua là chúng ta sẽ biết được là mình có được mấy ngôi nhà ấp đó các bạn. Đây. À, mình chưa mua, mình nên để dành 100 viên game mình mua cái nhà này nè các bạn. Đó, me cái nhà nó lắm luôn ấy. Rồi. Ok, vẫn không được. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho HNT một subscribe nha. Và đây là kênh HNT Mobile, kênh YouTube thứ hai của mình. Mong các bạn ủng hộ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.